Chúng ta vào phần một lớn lý thuyết, một nhỏ cấu tạo và đặc điểm. Thế thì trước tiên thầy muốn giới thiệu với các em hai cơ hệ của con nấc là sau mà chúng ta thông thường đề thi thường đánh tới. Một là cơ hệ con nấc lò xo làm ngang, và hai là cơ hệ con nấc lò xo treo thẳng đứng. À, ở đây thầy vẽ hai cơ hệ, các bạn chú ý hai cơ hệ, một cơ hệ thầy vẽ vật em mở luôn và một cơ hệ thầy chưa vẽ vật em mở để các em phân biệt được sự khác nhau giữa hai cơ hệ này. Khi phân biệt xong rồi thì chúng ta sẽ nhớ để làm các bài tập của nó dễ hơn nhé. Trước tiên, con nấc lò xo, hệ con nấc lò xo mà ta quan tâm gồm một lò xo có độ cứng K, chiều dài tự nhiên là L0, được chưa các em? Một đầu cố định và một đầu gắn vật lặng M. Với hệ con nấc lò xo đầu tiên này thì khi mình mắc vật vào đầu còn lại của con nấc lò xo thì chiều dài của lò xo không bị biến dạng, được chưa các em? Còn với hệ con nấc lò xo treo thẳng đứng này, các em thử hình dung nhé. À, với chiều dài tự nhiên là L0, khi thầy mắc vật M ở đầu phía dưới thì lập tức lò xo bị gì ạ? Bị giãn ra, dài ra, đúng chưa nhỉ? Giãn ra, được chưa các em? Có giãn mãi không ạ? Rõ ràng là không. Vật M mắc vào thì chỉ giãn một một đoạn thôi, đúng nhỉ? Thầy vẽ thêm lò xo. Đây là vật M. Chúng ta chú ý N0 của thầy là từ đây đến đây, N0. Và đương nhiên lò xo bị giãn một đoạn như thế này, được chưa các em? Vậy thì ta nhìn cái cấu tạo của con nấc lò xo như thế này, được chưa? Thầy nhắc lại, cấu tạo gồm một lò xo có độ cứng K, chiều dài tự nhiên N0, một đầu cố định và một đầu gắn vật. Ở đây, thầy giới thiệu với các em hai cơ hệ và sự khác nhau của hai cơ hệ đó là gì? Với cơ hệ số 1, khi mình mắc vật M vào đầu còn lại thì sao ạ? Thì lò xo không bị thay đổi về chiều dài. Còn với cơ hệ số 2, khi thầy mắc vật M vào đầu còn lại thì lập tức chiều dài của lò xo tăng lên. Tăng lên, các em nhớ chưa nhỉ? Tức là nó bị gì đấy ạ? Bị giãn nhá. À, chúng ta sang mục 2, chu kỳ tần số. Đối với con nấc lò xo thì chúng ta thiết lập được công thức đó là chu kỳ T bằng 2pi căn Mickey m trên k. 2pi căn Mickey m trên k. Đơn vị của chu kỳ là giây, được chưa các em? Thứ hai, tần số F. Tần số F thì bằng 1 trên T thôi. Ta biến đổi được đó là 1 trên 2pi căn bằng 2 của k trên m. Đơn vị là